Tháng 6 là tháng hành động vì trẻ em. Tại thành phố Hồ Chí Minh, một chương trình nhiều ý nghĩa chủ đề Cho đi là còn mãi, lan tỏa yêu thương được nhóm doanh nhân trên địa bàn thành phố tổ chức tại mái ấm Mai Ân ở quận Gò Vấp. Chương trình Cho đi là còn mãi, lan tỏa yêu thương được nhóm doanh nhân thiện nguyện tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cho trẻ mồ côi, khuyết tật đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại cơ sở Mai Ân do Hội Dòng Mến Thánh Giáo Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh gây dựng và duy trì từ năm 2013 đến nay. Thật ra là mình cũng lớn lên xuất thân từ một hoàn cảnh không may mắn, không có gia đình, không có người thân bên cạnh. Hơn ai hết mình cảm nhận được cái sự mà thiếu thốn đó. Thì sau khi mà cũng mọi người cho mình cơ hội để mình trưởng thành đến ngày hôm nay, thì mình cũng mong muốn là mình sẽ coi cho mọi người cơ hội giống như mình vậy, để xã hội bớt đi những cái gánh nặng. Anh chị doanh nhân, doanh nghiệp đó, các nhà hảo tâm này rất là, phải nói rằng là đi sâu vào cái đời sống của các bé bằng cách là hỗ trợ những cái rất thiết thực. Các sư rất là xúc động và thực sự là nể phục cái tinh thần của các anh chị. Nhiều năm qua, nhóm doanh nhân thiện nguyện thành phố Hồ Chí Minh cũng hỗ trợ nhiều cơ sở bảo trợ trẻ em tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành cả nước, nhất là địa bàn vùng sâu vùng xa. Đây là cách lan tỏa trách nhiệm xã hội của doanh nhân doanh nghiệp, cũng là lan tỏa sâu rộng hơn tình người, những giá trị truyền thống cao đẹp của dân tộc.